đang đi gom rau củ quả nha bà con, đang trên đường đi. Ngày thu hoạch ngày thu gom, ngày thu hoạch ngày thu gom. Đây nghe xe của anh Thanh chạy không đồng, chạy tới đâu cũng không đồng hết trơn. Quá dịch liên hệ ảnh nha, chạy không đồng luôn. Anh Thanh anh chạy tiếng Bình Thượng Gạch Giá nha bà con. Bà con có gửi gì ha, muốn lấy gì đó từ Bình Thượng Gạch Giá thì liên hệ ảnh. Hồi em có tắt cái cạc của ảnh vô cái đội video này nha. Anh quay ngang đi, quay ngang đi, quay ngang lại, kéo kéo ra vậy. Quay ngang lại. Không được. Cho nó xuống trước đi. Thanh ơi các bạn, kiếm cái Thanh ơi. Nói. Chúng tôi có nói không? Phụ tay rồi. Thôi phụ phụ bên kia đi. Bà con cảm ơn anh nhiều lắm anh Thanh. Anh ở ấp nào, anh Thanh? Anh Thanh. Rồi rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Có gì đâu. Anh Thanh đi. Anh làm từ thiện. Bắp chuối. Bắp chuối mà dập gì? Trầm môn. Xả rồi, cũng đúng hết. Rồi đây, lại lại mới tới 2-3 ông bánh đó nha. Rồi rồi rồi, ok. Rồi, chạy qua đi, rồi chạy qua nữa. Rồi đây, em chỉ cho nói lại thật. Cái đường đi nó hơi khó khăn.
đi làm đi cho đồ bà con nè. Khổ không? Bình. Anh Bình đang đi cho đồ bà con ở ấp Phú Mỹ, xã Minh Thuận. Đường đi vất vả lắm mọi người ơi. Đang mưa, trời đang mưa rất to. Rất dơ, anh Bình đang cố gắng lấy xe. Thank you.